bánh mì nướng muối ớt, ăn mừng cái nhà mới, cái hẻm ngập gan cái nhà cũ gì đó. Giờ cái nhà qua đây thì cái hẻm rộng được 4 mét nhưng mà vẫn ngập như thường. Đi đi vô nấu mì muối ớt nè. Bà nãy đặt cái gì nè, em chưa coi. Đặt cho em đó. Hỏi nói chuyện trách nhiệm nha. Để không chờ. Ai mà này mới lấy điện thoại cho em anh đặt á. Tại vì mới sử dụng sập bê nên mình giảm tới 40-50 ngàn cho đơn không đồng luôn. Khoan đi vô làm bánh mì muối ớt đi. Rồi mình ra mình khui hết. Ok. Còn những món em thích không? Đây là tất cả nguyên liệu để mình làm cái bánh mì nướng muối ớt nè. Không biết chỗ bạn sao, còn cái Cần Thơ của mình và Sen Đá đang ở, cái món bánh mì nướng ớt là nó hot 1-2 năm trước luôn á. Bây giờ mình sẽ bày mọi người làm tại nhà nha. Đầu tiên là mình pha cái nước sốt trước, cho vô 2 muỗng đường xí xì muối, sa tế với tương ớt thì 1 muỗng, để nó qua bên, bên. Bây giờ mình đun bơ cho nó chảy ra cái để quét cái bánh mì á. Sẵn cái chảo nó dơ mình đổ mỡ hành luôn, lưu ý là nấu dầu đổ vô hành cho nó xanh. Rồi bây giờ bơ hồi nãy mình đun chảy mình đem đi quét bánh mì nè. Trong lúc này Sen Đá sẽ phụ mình đi nướng cái xúc xích. Chính rồi nè anh ơi. Đây lên sắt ra. Anh nổ quá trời. Vậy là xong cái phần chuẩn bị nguyên liệu hết trơn rồi đó. Bây giờ mình đem đi nướng nữa thôi. Rồi cái cách nướng thì mọi người nhìn vô màn hình rồi làm theo mình nha. Cái phần này thì mình với Sen Đá sẽ tâm sự về cái ngôi nhà mới hai đứa mình ở cũng được 6 tháng rồi. Thật sự lúc trước mình với Sen Đá định mua cái nhà nó rẻ hơn này nhiều, mà không hiểu tại sao có duyên với căn này hay sao á. Nhà của mình và Sen Đá thì ở cái gang Cần Thơ, cũng may mắn là hai đứa tới với nhau xong cái lo làm ăn là một chuyện, cơ hội với sự may mắn tới mới là một chuyện quan trọng. Nhà bên này thì được cao ráo sạch sẽ hơn, cái hẻm rộng hơn cái nhà cũ, nhưng mà cái nhà cũ hai đứa mình vẫn để đó không có bán nha mọi người. Nó cũng xuống cấp nên bây giờ cho thuê cũng ngại. Rồi thôi bỏ cái chuyện này qua bên đi. Bây giờ bánh mì mình cũng đã làm xong nha. Lấy cây kéo cắt nó gai gán ngoài tiệm luôn. Rồi cho cái phần xúc xích khi nãy mình cắt lên trên luôn. Tiếp theo là mọi người đừng có quên cho cái mỡ hành vô luôn nha. Nói chung cái món này phải tích hợp nhiều thứ. Cuối cùng là cái sốt mayonnaise và tương ớt nữa là xong cái món bánh mì nướng muối ớt. Nhưng mà khoan, bây giờ mình khoe cái hộp mình mua cho Sen Đá ăn cái. Sen Đá là khoái cái mô hình Pokemon này lâu lắm rồi. Bây giờ cũng tới lúc để mua cho Sen Đá chơi rồi. Cái này tôi đặt cho em được miễn ship luôn. Đơn xa, đơn nhỏ, đơn bự gì cũng được hết. Nhưng mà cho người dùng mới có sập be thôi nha. Ơi mà mấy cái này mua hơi mắc á. Nhưng mà được cái cũng an tâm tại vì được đồng kiểm khi nhận hàng. Tôi hỏi bây giờ là Pokemon với anh em chọn ai? Sen Đá nó chọn cả hai. Thấy con người tham lam thấy sợ không? Ê mà đừng có quên nhập mã bạn mới chung Sen Đá được giảm tối đa 60 ngàn nha. Sập be tặng bạn đang xem clip của hai đứa mình đó. À quá trời nhiều đồ luôn mọi người. Rồi bây giờ đi ăn nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nha mọi người. Wow. Béo. Y gan cái hương vị mình đã từng ăn khoảng 5-2 năm trước. Lâu lắm rồi mình Sen Đá ăn lại món này nha. Món này hồi đó là bán tầm khoảng 7 ngàn một ổ. Có nhà bông này nọ đủ không? Đúng rồi, 7 ngàn một. Thì mùi nướng theo kiểu này ha. Cái bánh mì của mình nó ở một đẳng cấp khác. Y gan mấy bánh mì mà làm theo kiểu xịn sò á. Có nhà bông, có tương ớt, sốt mayonnaise béo béo. Còn táp dữ. Quá là ngon. Nướng này nó dai dai giòn giòn. Nướng gần tao làm này cũng kỳ công lắm. Bộ bơ, tương, tương kia. Tuy nhiên là ở miệng mua không là nó 2 ngàn rồi. Còn bơ, tương này nọ tao bán 7 ngàn thì cũng đúng rồi. Ăn miếng xúc xích vô nữa. Phải có thêm miếng xúc xích nữa. Xúc ngon, nướng cũng thơm. Ở Cần Thơ hồi đó ha, là người ta bán dọc ngay cái đường á. Bán dài, đường Yên Phòng, bán muốn tư, bán hai, bán dọc hết trơn, bán giữ ấm gì luôn. Hả? Em người ăn giặt nó là ngon luôn. Ừ, giặt mà.